Sáng nay 22 tháng 7, Bộ Y tế cho biết trong hơn 12 giờ qua, cả nước có thêm 2.967 ca mắc mới COVID-19, trong đó có 2 ca nhập cảnh và 2.965 ca ghi nhận trong nước. Cụ thể, nhiều nhất vẫn là thành phố Hồ Chí Minh với 2.433 ca, Long An với 233 ca, Bình Dương có 64 ca, Đồng Nai có 53 ca, Tiền Giang có 41 ca, Vĩnh Long có 38 ca, Bến Tre có 28 ca, Đà Nẵng có 27 ca, An Giang có 15 ca, Kiên Giang 10 ca, Hậu Giang 5 ca, Bình Phước 5 ca, Hải Phòng và Cần Thơ mỗi khu vực cùng có 3 ca, Hà Nội, Sơn La, Quảng Bình mỗi khu vực có 2 ca, Thừa Thiên Huế có 1 ca. Đáng chú ý, trong số các địa phương có ca mắc COVID-19, tỉnh Quảng Bình đã ghi nhận 2 ca mắc đầu tiên từ khi dịch xảy ra và các trường hợp này đều là các F1 đã được cách ly. Tính đến sáng cùng ngày, Việt Nam có tổng cộng 71.144 ca mắc COVID-19, trong đó có 2.101 ca nhập cảnh và 69.043 ca mắc trong nước. Số ca mắc mới ghi nhận trong nước tính của đợt dịch kể từ ngày 27 tháng 4 đến nay là 67.473 ca, trong đó có 9.197 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Có 9 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới: Yên Bái, Quảng Trị, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Điện Biên, Hải Dương, Quảng Ninh, Hòa Bình, Bắc Cạn. Bạn có video hấp dẫn. Bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo. Hãy gửi về vlo@pháp luật tb.vn để nhận ngay quà tặng và nhuận bút hấp dẫn.